Buổi trưa ngày 30 tháng 5 năm 2023, Khang Audio 18 Bình Dương đang ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước Việt ở thủ đô Hà Nội, ở Văn Miếu, ở phố Văn Miếu luôn. Kỳ nhông. Quay lại cho mọi người cùng xem nhé. Quay lại cho mọi người cùng xem quang cảnh nơi đây. Ở đây thì mình vừa mới vào mua vé, thì người dưới 15 tuổi là được miễn vé, miễn phí. Lâm mát quá. Đi vào đi. Vào cháu. Đi. Đây có cái gì đây? Quê Văn Các, biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Hà Nội ngàn năm văn hiến này. Đây là rất đông các cháu học sinh tới đây. Đi. Đây là một cái gạo rất chi là to. Cá vẫn đang ở. Chắc là bên kia là những cái bia của các tiến sĩ bên kia. Bây giờ mình đi theo hướng này nhá, đi theo hướng này. Đây, vừa mới vào cổng này. Đi theo hướng này là đi một vòng quanh cái hồ này. Bên đây, hai bên hồ. Đây. Theo cái hướng này nhá. Theo cái hướng này thì hồ ở giữa. À, bên đây là cũng có bia của các tiến sĩ này. À, bên đây cũng vậy, bên trái bên phải. Đây. Đây, bia tiến sĩ đi. Cháu cái buồn cười cả, con đi đi. Đấy, đi. Đi. Không, anh có à đây. Đấy, anh vào lòng là khu. Đây đây. Không, cái bia này nằm ở trên lưng của các cụ rùa nhưng mà những cái chữ này mình không đọc được. Hay đi đâu? Vườn bia tiến sĩ. Đây. Vườn bia tiến sĩ. Vườn bia tiến sĩ là hạng mục quan trọng nhất của khu thứ ba,
chính giữa khu vườn bia là một hồ vuông được gọi là Thiên Quang Tỉnh, giếng ánh sáng trời. Đấy, đây cái hồ này, đây, đây là cái hồ này, đấy cái hồ này. Hai bên Thiên Quang Tỉnh về phía đông và tây là các dãy bia tiến sĩ. Một tấm bia được đặt trên đế bia hình con rùa, tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu. Trên 82 tấm bia khắc họ tên, quê quán bằng chữ Hán của 1304 tiến sĩ Đỗ Đạt trong 82, khoa thi tổ chức từ năm 1442 đến năm 1779 dưới triều Lê và triều Mạc. Dưới thời phong kiến, nhà vua dựa vào bộ máy qua lại để điều hành, quản lý nhà nước. Vì vậy, nhà vua không những phải là bậc minh quân mà còn cần tuyển chọn được nhiều người tài đức trong cả nước để giúp mình. Điều này đã khiến hình thành nên một hệ thống thi cử nghiêm ngặt để kén chọn nhân tài vào các vị trí của bộ máy chính quyền. Những kỳ thi được dành cho nam giới không phân biệt giàu nghèo. Đến thời Lê Sơ năm 1428-1527 quy định con nhà tội đồ, con nhà sướng ca và người đang có tang cha mẹ không được dự thi. Các kỳ thi diễn ra rất nghiêm túc, gồm nhiều vòng tuyển chọn và kéo dài tới vài tháng. Đây. Để chậm này không có ai đọc được, thì đọc riêng chữ. Tiếng này mình không biết. Đây, hai bên hai hàng bên, bên đây này. Đấy. Em này em đây tự họa luôn. Đây. Em đang nhìn lên họa sĩ đấy, em đang phác họa luôn đây đấy. Nhân tài. Ngày hồ đấy chứ. Không đọc được nên là không biết tên các bia tiến sĩ này, vì bằng chữ Nho mà không đọc được. Đây là hàng rào, đây là khung, đó hàng rào ở đây là khung, không vào trong này được, phải đi ngoài hàng rào này. Đây em này, em cũng lại phác họa luôn, ngồi tại chỗ phác họa. Tại chỗ phác họa. Rất chi là giỏi. Ở đây thì ở trong cái ngôi này thì chỉ có một bia thôi. Đây.
nhưng mà đây để chậm này để xong có ai đọc được cái chữ này thì đọc. Đấy. Đấy, rất chậm thì ai đọc được cái chữ này thì đọc bên đây này. Từ trên xuống. Bia đá buổi trưa trường này hơi nắng. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông 1442 này 1497 bắt đầu cho dựng bia tiến sĩ để tôn vinh những người đỗ đạt. Bia tiến sĩ là một nguồn sử liệu quý về lịch sử, văn hóa, giáo dục, mỹ thuật và xã hội Việt Nam thời quân chủ. Năm 2011, bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Mỗi tấm bia tiến sĩ là một tác phẩm nghệ thuật. Dòng chữ to đầu tiên trên bia chỉ ra niên đại khoa thi. Phần chính trên thân bia ghi lại niên đại vị vua trị vì, họ tên, quê quán của những người thi đỗ, bài văn bia và họ tên, chức tước của người được giao tổ chức khoa thi, người soạn thảo văn bia, người hiệu đính, người khắc chữ và thời gian dựng bia, hoa văn trang trí. Bia khá đa dạng, phản ánh phong cách nghệ thuật qua các triều đại. Bia tiến sĩ càng về sau càng được trang trí công phu và tinh xảo với cách họa tiết mặt trời, mặt trăng, mây, rồng, phượng, hình người, hoa lá, chim và thú, vân vân. Vào đầu thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, chữ La Mã, đầu thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhà che bia đã bị hư nát trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Để tránh bom đạn, các tấm bia tiến sĩ được chôn trong cát và bao quanh bằng tường bê tông. Năm 1994, công trình bảo vệ bia tiến sĩ được xây dựng từ nguồn kinh phí của nhà nước và tài trợ của công ty tiếng Tây, không đọc được, chỉ đọc được tiếng ta, có tí tiếng ta để đọc được cho mọi người xem mà nội dung là như thế nào thôi, nghe tiếng Tây là không đọc được. Bên này cũng hai bên đây cũng như bên kia cũng hai hàng luôn đấy, cũng hai hàng. Vào bên trong này, vào bên trong này xem nó là cái gì. Lối ra. Nghỉ chân trước kia là giải khác, nghỉ chân cho khách tham quan. Giải khác cô đá, đồ lưu niệm. Kẹp sách. Đây là điện Đại Thành.
trong. Xin chị rộng lắm, lát nữa là còn đi này. Xin mời tiếp tục tham quan là đi theo hướng này. Bây giờ vào trong nhà này nhá, vào trong nhà này. Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên. Giờ vào trong này quay cho mọi người xem nhé. Cái dãy nhà dài này. Đấy. Đi, đi vòng quanh nhà tao đi từ đây nhá. Ngay sau khi rời đô đến thành Đại La, thủ phủ của quận Giao Chỉ cũ, Lý Thái Tổ đã đổi tên kinh đô mới thành Thăng Long. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ, thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thương thượng đô kinh sư muôn đời. Đại Việt sử ký toàn thư. Thời Lý 1009-1225. Để tôn vinh các bậc thánh hiền, văn miếu được xây dựng cũng là nơi học tập của Thái tử Lý Càn Đức 1066-1128. Từ năm 1075, khoa thi nho học tam trường được tổ chức để chọn ra Minh Kinh Bác Học, dịch ra là những người thông hiểu kinh điển. Năm 1076, Quốc Tử Giám trở thành trường quốc học đầu tiên. Việc tuyển chọn học quan được mở rộng trong số các quan lại triều đình. Bên cạnh việc xây dựng văn miếu và phát triển các nguyên tắc nho giáo trong giáo dục một cách tự nguyện và phù hợp cho Đại Việt, vua Lý Thánh Tông rất quan tâm đến việc trị nước và ổn định xã hội. Năm 1010, Lý Thái Tổ rời đô về Đại La này. Năm 1010.
thời Lý 1009 đến 1225. Sang đây là thời Trần Hồ 1226-1407. Tiếp tục sang lên đây thời Trần Hồ 1226-1407. Thời Lê Sơ Mạc Lê Trung Hưng 1428-1786 đào tạo nhân tài. Sang đến đây là 1483 và 1484, vua Lê Thánh Tông cho mở rộng quy mô quốc tử giám. Một năm 36, vua Mạc Đăng dành cho trùng tu quốc tử giám. Các kỳ thi nho học thi hương tổ chức tại địa phương định kỳ 3 năm một lần, thí sinh phải trải qua 4 trường đỗ được gọi là hương cống, được dự thi hội hoặc vào quốc tử giám học. Nếu đỗ 3 trường thi được gọi là sinh đồ và không được thi hội. Thi đình thờ Lê Trung Hưng. Ở Nguyễn này 1802-1945. Văn Miếu Bắc Thành đổi gọi là Văn Miếu Hà Nội 1831. Thời Nguyễn 1802-1945. 1900-1903 quốc tử giám. Có khi phải đi nhanh lên một chút nữa, thế video nó cũng dài rồi. Một chín bộ lòng bên này.
thời lý 10091225. Khổng Tử và Nho Nho Giáo ở Việt Nam. Khổng Tử sinh năm 551, 479 trước công nguyên, tức là khoảng cái thời gian đấy. Nhà tư tưởng Nho giáo dục tiêu biểu của Trung Hoa cổ đại. Hình hài của mẹ cha cho đấy, trí khôn đời dậy mà đói no tự mình, sang hèn trong kiếp nhân sinh, buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi nhá. Không hơn thì cũng bằng người mà cho thiên hạ, khỏi ai cười ai khinh. Đấy là lời trong cái lời dạy của ông này, ông Khổng Tử. Quay lại một vòng nữa. Hà Trung, Thanh Hóa tổ chức lễ dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu. Xin mời tiếp tục tham quan. Sáng danh lễ vật hương hoa tỏa phẩm tinh khiết tâm thần, kính dâng lên các bậc tiên thánh thiên hiền mở nguồn đại hội đức hoa lễ. Rộng lắm. Đây lại còn vào đây nữa này. Đóng cửa hết rồi con đấy à? Đóng cửa hết rồi. À, khu vực này người ta đóng cửa hả? Khu vực này đóng cửa hết rồi. Đây lối ra này. À đây lối ra này, đúng rồi. Đoán, tiên đoán lối ra này. Những cái dãy nhà đóng cửa hết rồi, chứ không xem được. Thôi thì cũng quay lại là gần như là hết rồi. Còn những cái khu này thì đóng cửa rồi, với ra đằng sau kia chắc chả còn gì nữa. Ok, tôi đi nốt cho nó hết cái khu này cho mọi người xem nhé. Hơi nóng, tầm này là tầm trưa. Trưa ngày 30 tháng 5 năm 2023. Đấy, trời Hà Nội trong và xanh. Quốc tử giám. Ủa đây ui sống to quá. Đây đúng to lắm. Hết rồi, ra đây là đến cái khuôn viên rồi. Goodbye.
đứng vào sông đi cho mát, nắng mưa không biết chạy vào nhà nữa. Cây dựng video ở đây thôi, cứ vào trong này tối đó, vào trong này tối quay video cũng không nhìn thấy. Mình lại phải đi ngược lại lối này, đúng là lối ra đấy. Thế mà ra cái lối vào cũng được, ra lối này vào cũng được. À, cái hướng vào ấy, người ta không là gì, không cấm đi ngược chiều, nên là có thể vào được và ra được cùng một cái lối đấy. Đây, nhận ra cái lối này. Thế còn cái lối cổng vào kia thì không nói gì rồi. Và cái lối cổng vào thì là không đi ngược chiều được. Đấy, nhưng mà vào mình ra ở cái chỗ hướng này là ra đây để đọc các đại ca của mình. Và người học trò đầu tiên của vua cho đến học tại Văn Miếu chính là Thái tử Lý Càn Đức, con trai trưởng của vua Lý Thái Tông. Và sau này khi lên ngôi vua lấy tên là Lý Nhân Tông thì đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông đã cho nên được quốc tử giám nằm ở phía đằng sau của Văn Miếu. Và quốc tử giám trở thành trường quốc học đầu tiên và cao cấp nhất của Việt Nam. Đây là trung tâm giáo dục nho học lớn nhất của cả nước dưới thời quân chủ, nơi đã đào tạo nên hàng nghìn bậc đại khoa, những hiền tài cho dân tộc của chúng mình. Và các bạn thân mến, khi mà đến với khu vực cuối cùng của di tích hiện nay thì các bạn sẽ thấy rằng khu vực đó hiện được đặt tên là khu Thái học. Và đó cũng là nơi mà năm 1076, vua Lý Nhân Tông đã cho xây dựng trường quốc tử giám. Ngày nay, đó cũng là nơi thờ trang trọng của ba vị vua, đó chính là vua Lý Thánh Tông, vị vua đã cho dựng Văn Miếu, vua Lý Nhân Tông là vị vua đã cho dựng trường quốc tử giám. Và thế là xin phép dừng clip ở đây thôi. Trân trọng cảm ơn mọi người. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.